khi đưa ra một cái thông điệp quảng cáo gì đó thì phải cần có chủ đề chính. Thì cái chủ đề chính nó giúp chúng ta giống như là những công cụ thuyết phục người khách hàng. Ngoài ra nó còn kết hợp các lợi điểm để thống nhất thành một thông điệp mạnh mẽ nhất, duy nhất để tác động đến khách hàng. Khi lựa chọn các chủ đề hay các lợi ích nổi bật để thuyết phục khách hàng mua sắm sản phẩm của mình thì các bạn sẽ nên cân nhắc những yếu tố sau. Đầu tiên là giá cả. Khi mua sắm một hàng hóa gì đó, trừ những người có thu nhập cao thì việc mua sắm hoặc là tùy thích, thì bao giờ người tiêu dùng có mức thu nhập trung bình thì họ quan tâm đến giá cả phù hợp. Sau đó, giá cả là một yếu tố, bên cạnh ngoài đó là phải là chất lượng. Nếu mà giữ một cái hàng có giá cả thấp nhưng mà chất lượng kém thì họ có thể bỏ thêm ít tiền để mua được sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Ngoài ra đó là sự tiện lợi. Làm sao sự tiện lợi khi sử dụng được sản phẩm? Sản phẩm phải thuyết phục ở khách hàng ở cái độ tin cậy là sử dụng trong một thời gian dài, chứ không phải chỉ sử dụng 3, 7, 21 ngày rồi sản phẩm bị hỏng. Ngoài ra đó là sự uy tín của thương hiệu cũng như công ty cũng là một yếu tố để tác động đến người tiêu dùng khi cân nhắc mua sản phẩm. Và các người tiêu dùng cũng xem xét xem cái việc sản phẩm có đem lại hiệu quả gì cho phục vụ cho công việc cuộc sống của họ hay không. Và yếu cuối cùng là các hình thức cũng như vật liệu của sản phẩm, nó phải là những hình sản phẩm có thể tái tạo được, và quy trình sản xuất sản phẩm của công ty phải thân thiện với môi trường. Vì nếu mà trong con mắt người tiêu dùng ở các nước ngoài, khi sản phẩm của bạn mà không thân thiện với môi trường, gây ô nhiễm cũng như là có hại với sức khỏe cũng như con người, thì người tiêu dùng họ sẽ tuyệt đối từ chối. Người ta đưa ra được 10 tiêu chí để giúp làm sao để xây dựng văn bản quảng cáo thành công để tiếp cận đối tượng khách hàng. Thì tiêu chí đầu tiên đó là phải đơn giản, tránh dùng những từ quá chuyên môn, quá chuyên biệt mà người tiêu dùng không thể hiểu được, nên dùng những câu ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. Khi viết một quảng cáo hay một thông điệp quảng cáo thì các bạn phải lưu ý là nó phải có sự thú vị, tạo cảm giác tò mò và thích thú. Nên đặt ra những câu hỏi gợi mở hay những hình ảnh mang tính bất ngờ để người tiêu dùng cảm thấy thú vị và bắt đầu muốn tìm hiểu về nó. Văn bản nên trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. Các bạn nên đi thẳng vào vấn đề thay vì đi vòng vòng mà khách hàng không biết cái thông điệp chính các bạn muốn khách hàng nhớ đến là gì. Khi văn bản ngắn gọn, dễ hiểu thì người tiêu dùng có thể đọc lướt qua mà vẫn nhớ và cả hãng cảm thấy rất là thích. Đó là nên dùng những từ ngữ mang tính tích cực thay vì tiêu cực, chẳng hạn như là hãy dùng là tận hưởng cuộc sống, và những thông điệp tích cực là phải không ngờ ngại khó khăn, chẳng hạn như quảng cáo Sting là có một đoạn clip quảng cáo có một người thanh niên giúp người một phụ nữ vượt qua các khó khăn cuối cùng để đến được chiếc máy bay và có cánh. Nên bám sát vào thực tế của tính sản phẩm cũng như nhu cầu khách hàng, trừ một số trường hợp phải dùng những nhân vật tưởng tượng, nhân vật hoặc nhân vật truyền thuyết thì nên dựa vào những hình ảnh thực tế, chẳng hạn như sản phẩm dầu gội đầu hay sữa tắm Romano. Thì xu hướng thì các quý ông luôn muốn trở nên mạnh mẽ và lịch lãm, thì đó là cái thông điệp Romano đem lại. Khi các bạn sử dụng Romano thì các bạn sẽ là một quý ông thật mạnh mẽ và đầy lịch lãm. Sự trung thực, vấn đề này là vấn đề rất là quan trọng. Khi các bạn quảng cáo, đặc biệt đối với các loại thuốc tây, thì các bạn phải nói rõ ràng đây là loại thuốc chữa bệnh hay là thực phẩm chức năng. Không nên quảng cáo những cái không có thật vì tác hại đem lại rất là lớn, và khi đó các vấn đề các bạn gặp phải rất là mang tính pháp luật, pháp lý chứ không phải là đơn giản là vấn đề tiêu dùng. Về vấn đề nguyên bản thì các bạn nên trình bày ở khía cạnh nguyên bản, không nên dùng những từ ngữ quá hoa mỹ và khôn khéo thì đôi lúc lại không có được tác dụng như mong muốn. Về trọng tâm, không nên đưa quá nhiều chủ đề lợi điểm chính mà tập trung vào một số chủ đề chính lợi điểm mà có thể. Thay vì đó các bạn nhấn mạnh nó đi nói lại nhiều lần để người tiêu dùng gợi nhớ. Chẳng hạn Heineken, thông điệp quảng cáo rất là đơn giản. Có thể là Heineken hãy giúp các bạn mở toang cánh cửa ra thế giới. Và phải mở thế giới cho bạn. Về đầy đủ thông tin, vì thông tin phải cung cấp đầy đủ là mua sản phẩm ở đâu, làm sao để đặt hàng, và tại sao phải mua sản phẩm. Ngoài ra, nếu có thể cung cấp những thông tin về khuyến mãi,
là ưu đãi cho những khách hàng mua nhiều sản phẩm, là những khách hàng đầu tiên để đặt hàng sản phẩm. Về tính độc lập, một điều các bạn nên tránh khi không nên đưa sản phẩm của đối thủ cạnh tranh vào đồng thời với sản phẩm của mình. Chẳng hạn khi các bạn để ý xem clip quảng cáo Omo hay Ariel thì đối thủ cạnh tranh thì họ làm mờ thương hiệu chứ không đưa tên thương hiệu cụ thể. Vì nếu làm vậy thì các bạn mô hình chung thì các bạn đã giúp cho đối thủ quảng cáo thương hiệu của mình. Hãy để tự người khách hàng sẽ tìm hiểu cái điểm ưu việt giữa công ty bạn và công ty đối thủ.